Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn lợi ích bất ngờ của bí ngòi đối với sức khỏe ít người biết tới nhé. Khi chúng ta đã biết rằng bí ngòi là một loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và giàu chất xơ, nó sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta các chất dinh dưỡng và chất xơ rất là tốt cho cơ thể các bạn. Có nhiều người chưa biết đến những tác dụng tốt cho sức khỏe nếu ăn bí ngòi thường xuyên các bạn nhé. Nhiều người còn không biết đây là quả bí ngòi và không ở chợ nhìn thấy cũng không biết để mua nó về nấu ăn như thế nào. Vì bí ngòi này rất là dễ chế biến. Các bạn có thể luộc, xào, nấu canh hay là chiên làm những cái món nên ăn rất là ngon và hấp dẫn các bạn nhé. Bí ngòi là một loại rau củ mang lại rất nhiều chất dinh dưỡng đa dạng như vitamin C, beta carotene hay là lutein các bạn nhé, lipid và natri và những dưỡng chất khác nữa thì nên là bí ngòi rất nhiều chất dinh dưỡng ạ. Những chất dinh dưỡng này có tác dụng tích cực cho cơ thể cũng như giúp tăng cường sức khỏe. Duy trì được trạng thái khỏe mạnh của con người nhé. Vì thế các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng chỉ ra rằng những công dụng mà bí ngòi mang lại đối với sức khỏe mà chúng ta nên biết ạ. Và cần để cho chế độ bữa ăn dinh dưỡng gia đình chúng ta đầy đủ. Sau đây thì mình xin giới thiệu với cô dì, chú bác và các anh chị em với những công dụng tuyệt vời mà bí ngòi mang lại. Đó là thứ nhất là tốt cho tim mạch các bạn nhé. Với lượng calo tương đối thấp, cùng chứa nhiều chất như folate hay kali, magie. Nên khi ăn bí ngòi sẽ giúp người mắc bệnh về tim mạch sẽ được cải thiện một cách nhanh chóng và an toàn ạ. Theo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, những chất dinh dưỡng trên sẽ giúp hỗ trợ các vấn đề về tim mạch của con người nhé. Khi quá trình lưu thông máu thuận lợi cũng như bổ sung được chất xơ vào trong cơ thể thì chất từ bí ngòi sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc một số bệnh, từ đó sẽ hạn chế được cái bệnh lý về nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là tim mạch rất là nguy hiểm đối với sức khỏe, và cái bệnh này thì bây giờ ngày càng phổ biến các bạn ạ. Đây các bạn, khi các bạn chọn mua bí ngòi thì các bạn chọn những quả nó thuôn dài như thế này nhé. Và mình sẽ cắt ra để các bạn xem biết nhé, để chúng ta nhận biết ạ. Khi các bạn đã biết tác dụng của nó tốt như thế này thì chúng ta sẽ bổ sung vào thực đơn hàng ngày của chúng ta nhé. Cái vỏ bí này nó rất là mềm, các bạn có thể bấm tay như là dưa leo các bạn nhé, không cần phải gọt vỏ các bạn ạ. Rất là mềm và chúng ta có thể xào và ăn rất là giòn hoặc những món canh. Đấy, bên trong nó rất là đặc các bạn ạ, nên là khi chúng ta ăn quả bí này rất là tốt cho cơ thể ạ. Và lợi ích thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn sau đây đó là tăng cường thị lực nhé. Ít người biết rằng ăn bí ngòi sẽ giúp chúng ta tăng cường thị lực, bởi trong quả này có chứa vitamin C và beta carotene ạ. Và dưỡng chất này được hấp thụ đúng cách sẽ giúp bảo vệ mắt chúng ta luôn sáng và không bị mệt mỏi, nhất là khi chúng ta ngồi trên điện thoại nhiều hay máy tính nhiều các bạn nhé. Hoặc là chúng ta thư giãn bằng cách xem tivi nhưng cũng làm cho mắt mệt mỏi các bạn ạ. Bên cạnh đó, ăn bí ngòi đều đặn mỗi ngày sẽ hỗ trợ và bổ sung các chất chống oxy hóa là lutein hay là Giacalin gạo các bạn ạ, và làm giảm các vấn đề về thị lực liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng hay là quáng gà. Những người bị bệnh người tuổi già hay là viêm giác mạc
các thứ rất là nhiều các bạn nhé. Đục thể tinh thể, cho nên các bạn có thể chế biến món ăn hàng ngày cho chúng ta nhé. Và lợi ích thứ ba mà quả bí ngòi mang lại đó là giảm cân. Một cách giảm cân hiệu quả đến từ chính bí ngòi khi chế biến món ăn ngon bởi nó chứa nhiều chất xơ. Điều này thì sẽ giúp cho chị em chúng ta có thể kiểm soát được cân nặng nhé, và giúp giảm cân nhanh chóng. Ngoài ra, chất béo bên trong quả bí ngòi được đánh giá là không gây hại cho sức khỏe nhé, cho cơ thể, mà còn rất lành tính, thậm chí là rất hữu ích cho việc kiểm soát cân nặng trong một thời gian ngắn. Chúng ta có thể ăn bí ngòi để giảm cân ạ. Bí ngòi này nó cũng gần giống như bí đao các bạn nhé, hay là bí xanh đấy ạ. Thì ăn, chúng ta có thể luộc ăn, nó cung cấp nhiều chất xơ và các vitamin. Cung cấp nhiều chất xơ sẽ giúp chúng ta nhanh no và lại lâu đói nhé, vì chất xơ nó sẽ lâu tiêu hóa hơn ạ. Và lợi ích thứ tư mà bí ngòi mang lại đó là xương và răng chúng ta chắc khỏe hơn nhé, khi chúng ta sử dụng bí ngòi thường xuyên. Trong bí ngòi nó chứa chất lutein và zeaxanthin các bạn nhé, là hai chất dinh dưỡng thuộc dòng carotenoid có khá nhiều ở trong quả bí ngòi. Hai chất dinh dưỡng trên cũng có công dụng giúp xương, răng chắc khỏe, cũng như là ngăn ngừa các bệnh liên quan đến về răng lợi hay là xương khớp các bạn nhé. Theo một số nghiên cứu cho thấy, ăn bí ngòi mỗi ngày cũng sẽ giúp góp phần chúng ta vào sự cải thiện tích cực của xương và răng, giúp xương và răng luôn chắc khỏe hơn các bạn ạ. Với những lợi ích mà bí ngòi mang lại đối với sức khỏe của con người chúng ta, các bạn có thể chế biến thành những món ăn đơn giản cho gia đình nhà mình thưởng thức ạ. Chúng ta có thể luộc lên hay xào với tỏi, hoặc các bạn xào với các loại thịt như thịt bò, hoặc các bạn nấu canh lên nhé, cũng rất là ngon. Hoặc chúng ta có thể làm nên những cái món ăn khác mà cho gia đình nhà chúng ta. Các bạn hãy like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video hữu ích của mình nhé. Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký kênh ạ. Với những lợi ích mà chúng ta có thể làm trong những món ăn hay những bài thuốc hay, hay những tác dụng tuyệt vời, những công dụng tuyệt vời mà các loại thực phẩm quanh ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.